Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series S90 của mình nha anh em. Thì ngày hôm nay là cái ngày mà gọi là 31 mảnh củ tiêu nữa nè. Ngày 49. Nó được 30 mảnh củ tiêu để mình gom coi đủ không nha. Và thì bây giờ là 30 mảnh củ tiêu này là mình được chỉ có 30 mảnh thôi ha trời. Ôi, vậy là vừa đi bữa giờ mình đã dành cũng khá khá trong này nè. Không biết được nhiêu mảnh ở đây. Rồi để coi thử được nhiêu mảnh nha. Và 10, 20, được có 20 mảnh là anh em ơi. Và từng mới nè, mình sẽ mua thêm món củ tiêu nữa nha. Và mình đang có 30, mình mua thêm 90 thôi, vàng với lại vàng mình cũng hết. Chưa, khoan, trước khi mình mua củ tiêu đã làm này xong cái đã. Trời ơi, mở cái trận pháp cho xong cái, trời bữa giờ luôn á. Có cái trận pháp không mà từ bữa tới giờ không xong nữa mà. Rồi cho bà gia cắt lượng vô nè. Rồi ok, con dê chưa. Tốn 180 như nhiêu đó mà đó. Xong cái này đã. Rồi mình sẽ mở trận pháp trước anh em. Mình cũng sắp đủ rồi, đủ mình chu du, chu hoàng. Đúng không? Chỉ là chu du với chu hoàng thôi mà. Này tướng gì đây? Tướng tấn này là hán. Rồi thiếu hai con tướng kim anh em ơi, hai tướng kim hết trăm mấy chục ngàn rồi chắc không đủ quá. Để coi coi cỏ mình bán cái dung bán cái bên cái mê cung cái nữa chắc đủ. Đây, hai con. Chu hoàng. Và chu du à, cái gương tướng này biết có không nữa đây. Chu du thì dễ rồi. Rồi chu du nha. Trong cái trận pháp thì anh em sẽ thấy cái sức mạnh của nó khác biệt liền. Nếu mà luyện xong cái trận pháp. Rồi nó mới tiêu cái game mới mua rồi. Chu hoàng. Ô chu hoàng cái nữa nè. Như bên thục cái gì nữa đó. Thục là con mã chân lộc cái nữa là xong. Ở đó mình mua hai con rồi mở hai trận pháp đó ra là lộng ghép mảnh chu du anh em ơi. Rồi xong mình đi kiếm thêm con Khương Di nữa, anh em mình cùng nhau đi kiếm con Khương Di. Nhưng mà không biết con Khương Di đó bây giờ phải gon mới được. Đây trận pháp kế cuối nha. Ở bên này phải cần thêm một con Khương Di nữa là mở được. Khương Di thì dễ kiếm mà. Anh em mình đi gon chút xíu là lộng gì. Thục. Mà nó mong nó sẽ ra sớm. Ra sớm thì mình sẽ không cần phải lấy tích lũy kia. Khương Di, Khương Di đâu biểu coi. Trời ơi con Ngụy Di. Khương Di. Trời Quang Vũ. Khương Di, tôi cần Khương Di ok. Thiếu rồi, không được rồi. Khương Di. Hai con luôn không có Khương Di hay cây nha. Khương Di. Trời ơi Quang Vũ hoài không nọ nhỏ. Trời chắc kiểu này mình lấy gương chọn cho nó chắc kẹo anh em ơi. Khương Di. Ồ, gửi Nguyệt Anh nữa. Không biết xong cái trận này còn trận nào nữa không biết. Khương Di. Trời luôn bị khó. Mỗi khi mà mình cần con gì là y như gần là nó không bao giờ ra con đó nha. Thiệt. Mỗi lần mà tôi không cần cái con tôi không cần là nó ra liên tục. Và tôi cần cái là nó chẳng bao giờ nó ra. Di. Bạn chung luôn, đủ thứ con rồi đó. Bây giờ nãy giờ là thục là nó ra cũng gần hết. Chỉ có bàn thống Khương Di là thấy không ra thôi. Nguyệt Anh, Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi nó ra hết trơn rồi. Cho tôi có Khương Di thôi, không cần nhiều. Lại Lưu Bị nữa anh em ơi. Rồi, khỏi luôn. Rồi đó mà Di dí bọng. Khỏi gì. Tự mình xử luôn đi. Đây, Khương Di anh nằm ở đây. Đó, tăng 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 tăng. Nó đơn giản vậy thôi là mình đã có một cái trận pháp mở tiếp theo. Ok, mình sẽ luyện cái trận cuối cùng cho anh em. Cái trận cuối cùng này là 2000 ngọc, ok luôn. Tăng 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 tăng. Trời 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 ơi, còn cái trận này nữa hả? Trời ơi, ơi khổ rồi đẹp ơi. Cái trận này muốn quýt nhiều rồi. Ok, thì nhiều đây thôi, trận đó là cũng quýt khá là nhiều rồi. Còn mấy trận này thì, ý, tấn mình có sẵn hết trơn nhiều nè. Giờ mình chỉ còn thiếu tướng kim nữa thôi là lụm thôi anh em. Đơn giản gì nè. Quýt 50% BBB nè. Giảm 50% BBB, tăng BBB rồi 60. Cái trận này khá là ngon rồi, nhưng không liền không được. Thôi, đó, cũng phải chơi thôi. Cũng phải chơi thôi nhưng mà chứ xì chịu rồi. Chịu rồi. Bắt buộc mình phải chơi. Ok, để mình coi coi dư vàng thì mình chơi luôn cái một. Dư vàng thì mình làm luôn nha. Sợ là sợ không dư vàng thôi, chứ là không đủ vàng thôi. Chứ mà đủ vàng thì mình lụm cái một 290 ngàn. Rồi mình mua thêm một món củ tiêu nữa 90 bánh. Để mua củ tiêu cái đã. Cái gì cái ưu tiên của tiêu chứ.
89 đậu xanh mày thiếu đúng một bánh luôn hả mày cây giờ thiếu gì ác vậy thiếu đúng một bánh mà ba gì đây ai quấn khoáng nữa rồi à, nó không cho mình đứng khoáng luôn anh em mình thì đâu có thời gian đâu mình đứng mình ngồi mình canh me tụi nó quấn mình nó quấn không lời nó cũng quấn này nó liều thiệt chứ em tôi giờ đâu phải như xưa đâu còn cầm đổ nguyên cười bắp vô đem thổi em tôi giờ nó mạnh như cái máy vậy chứ. Ok mình nhận đó xong mình mua mảnh nữa là đủ anh em, đủ thêm món nữa nè cho con đôm nó xài. Đôm là full set củ kêu nha, hình như thiếu mỗi cái vũ khí thôi đúng không, bữa giờ mình lấy ba món rồi. Ờ à, đúng rồi mỗi cái vũ khí nữa thôi. Trời ơi bây giờ là sức mạnh của đôm mới thực sự là bộc lộ nè, châu là siêu châu luôn đây nè, một set củ tiêu rồi đó, chỉ là chưa thằng luyện thôi nha. À, chưa ghép mà làm gì vậy, từ từ chưa ghép mà làm gì mà nôn hết trơn vậy. Đây rồi xong đeo vô một cái ra trùng sinh đẹp tưởng gì. Ok thằng binh mình nó cái này vụ này gì chứ vụ này khó phải giờ chỉ bỏ vàng ra là lẹ thôi chứ ngồi đi con từ ngày cực vậy công nhận đúng cực. Ok thì ra mình cứ trùng sinh cái món kia nó là lụm anh em, trùng sinh món kia nữa là thằng liền luôn, bây giờ qua thằng liền được rồi đó. Giờ mình sao tự nhiên ho ta, bây giờ mình qua mình thằng liền là ok đó, tại vì mình full đồ kim hết rồi, mình đâu còn thiếu gì nữa đâu, đồ kim bây giờ mình full hết rồi, mình giờ chỉ có thằng liền thôi. Nhưng mà mình không có thằng liền trong đôn đâu, mình cũng thằng liền nhưng mình không thằng liền cái đó, mình thằng liền bảo vật. Giờ mình trước tiên thằng liền thì mình phải lên này full đã. Nếu mà có đá thì thằng liền cái nón với áo ngon, giày thì cũng không cần lắm, thêm phần trăm máu cũng được, tăng chính xác cũng được, nói chung là cái áo với cái kia cho nó ngon hơn chút xíu. Ok 30 rồi nè nha, à 3.16 rồi nè nha. Và bây giờ mình sẽ thân liền thêm một cái côn bằng ngắn cho anh Mr. Doom. Hôm qua mình thân liền rồi mà quên ta, vậy thì giờ mình thân liền cái gì, tăng máu không anh em? Nếu mà tăng máu thôi cho cái áo thằng luyện này trước đi, mình sẽ thằng luyện cái áo này trước đi, từ từ nha, kiếm thêm món thứ gì đó mình cứ thế mà làm thôi. Hôm qua mình mới thằng luyện cái ấy cho nó trâu xong rồi bữa nay thì tới cái áo đâm đỡ đâm pháp thực, cái nón là vật lý hay áo vật lý hay gì, áo vật lý hay nón vật lý gì mình cũng không nhớ. Như mình làm phát mình thấy cái bên bên này là giặt phòng, giặt phòng cũng được, đỡ đam của Tôn Quyền với Đổng Quyền là được, mà cũng không biết đam nó làm gì nữa. Nó thằng luyện luôn cái kia cho nó chắc kèo. Hay là mình thằng luyện luôn đi ta. Thì cái thứ mình đang có dịch ký mình cũng còn dư trong kia không, để coi mình coi còn dư không, dư ra mình thằng luyện luôn cho ăn đốn châu, chỉ là giờ thiếu mình tin thôi. À, hết rồi còn có 3 dịch ký thôi. Và vàng mình cũng sạch nhách luôn. Thôi mình tin đây. Ok mình sẽ đi nhận mấy cái đồ ý trong này, cái kiếm vàng thêm. Ờ vàng dư, cái số vàng dư này mình chắc có thể mình sẽ đập thêm một trận pháp cuối cùng nữa luôn. Quá là nhiều vàng. Được thì mở luôn trận pháp nha anh em. Nếu mà được nhiều vàng thì khoảng 700.000 vàng mình làm luôn cho nó ấy, 700.000 vàng là làm luôn nha. Nếu mà được 700.000 vàng, 600.000 tới 700.000 là ok. Mà nếu mà dưới thì nghỉ. Rồi có. Tính ra mấy cái chiếc kèo này cũng khá là thú vị. Vàng mình nhiều. Tại vì đa số mình full cái gói, cái mấy gói bình thường hết rồi. Nếu mình em đã full hết rồi mà chỉ có cái đường mà cày mây cung là nhanh thôi, nhanh có vàng thôi, chứ không có làm cái gì mà có nhiều vàng được. Rồi hết cũng nhanh ha, 245.000, 200.000. Ok 600.000 anh em, hơn 600.000 rồi, mở trận luôn. Tại vì mấy cái trận nó không có tướng cam cho nên dễ xử lý, còn tướng kim với tấn thôi mà.
giờ chỉ mua một con mã dân lộc, mua mã dân lộc rồi mua thêm con chu hoàng. Tướng tấn mình có sẵn một con mã dân lộc chu hoàng trước đi, hai cái trận pháp này khá là ngon, xong mình ra bk thử luôn mã dân lộc chu hoàng. Trời ơi, tôi tính đâu hết cái trận đó là nó full mở nó rồi, ai ngờ đâu còn nữa không nọ mẹ ơi. Mua bốn gương luôn đi, bốn gương đi. Thiếu gì mà còn thiếu nữa, mã dân lộc chu hoàng trước đi. Mã dân lộc chu hoàng hụt ô ngô chu hoàng rồi. Bên quần có con này, con mộc lộc dương rồi, bên thuộc con thủy kính rồi, xong. Mở xong kia đi anh em, từ từ mình tính tí, tới từ từ chứ nhiều quá nó bị gói à. Đó, tăng mấy cái này lên tăng dữ lắm rồi, chỉ cần chu du nữa thôi ha. Nãy vì tôi ghép hai chu du luôn cho nó xong, bây giờ mới lấy từ mảnh nữa. Ngô chu du lắm, dư cho mày dư nhiều luôn chứ, mảnh quá trời mảnh rồi. Mở thêm một trận nữa, mấy ông sẽ thấy sự khác biệt khi mà con chu du khi mà xong cái trận pháp này. Trận pháp này sẽ tăng khá là nhiều điểm. Đó, giờ thêm một con, vậy là mình phải lấy con này đã anh em ơi. Mình phải lấy con đổ dự trước. Mình lấy đổ dự nào, lấy sớm bậy liền không, mình phải lấy đổ dự ra, từ từ để lấy đổ dự. Đổ dự đâu rồi, đổ dự 160 mảnh nè, rồi xong mà phải không. Hình như con đổ dự mình phải mua thêm con gì nữa ta. Đổ dự nữa là xong rồi, làm được chặn cái gì, hình như cái tới này là tới chính xác về nó tránh cái gì thì phải. Đó. Sau này anh em sẽ nhìn thấy con Tào Tháo tôi nó gây đam phải nói là siêu khủng khiếp luôn nè. Chỉ cần trăm độ thôi, nó nã một phát thì thôi nhé luôn anh em à. Cái này là con gì trời, con lục. Rồi con này có sẵn, y chỉ cần chu bất nghi nữa thôi hả. Mua chu bất nghi luôn chứ chờ đợi gì. Chu bất nghi xong mình lấy Tào Tháo là lụm rồi. Rồi đơn giản vãi nồi luôn. Tại sao không làm trước. Mua hai gương này nữa đi. Chu bất nghi nè. Đó, hình như còn chu cơ nữa nè. Rồi đủ luôn đó. Đủ chặn rồi đó. Rồi lấy Tào Tháo cái đã. Ngụy cái gì của đồ quỷ ta. Lấy dùm dư đóng gì đó. Rồi mua có thiếu không. Rồi xong nha anh em. Đó, thêm một chặng nữa. Trời ơi, tôi quyết định bên này là còn tới 300 ngàn vàng dư sức win, ở dư sức match. Tôi match luôn. Dư sức match mà. Giờ chỉ cần con dương cổ với lại con què gì đó mình không biết luôn. Lục cơ hay gì đó. Hình như mình nhớ trong này mình còn nè. Mình nhớ là có con nào Lục Châu Phi Thăng một đi. Hết rồi anh em à, không còn ở đâu anh em. Tôi tưởng nó có con Phi Thăng nào trong này. Rồi bữa tự nhiên tôi lấy đi lấy hang lưu linh chi không biết, tôi không biết làm gì luôn, tự nhiên lấy hang lưu linh. Biết trong diện quân còn không ta, diện quân còn tôi lôi nó ra luôn á. Diện quân mà còn là tôi đưa lôi ra liền. Không có luôn em, không có trong diện quân luôn rồi, rồi phải mua thêm 2 con tấn nữa. 2 con tấn hết mẹ vàng rồi, 300 ngàn rồi. Mua luôn. Rồi sạch vàng luôn, vừa đủ luôn ta. Tính hay thiệt. Rồi hay hay giỏi. Dương cổ nè. Rồi xong rồi, tôi nhớ không lầm là cái con này thì phải dễ giới nè không? À, chính xác là con này. Rồi xong lấy thêm tả từ nữa. Quân tả từ. Đăng. Rồi con gì nữa ta? Còn gì nữa không? Trong sách. Đăng. Tả từ trong sách. Rồi xong rồi đó, hết luôn rồi đó anh em. Là cái trận này được giải quyết. Tả từ nè. Tôn sách nè. Chắc mình nghĩ mấy con vắng nó không có dư đâu, hai con lưu linh nó không dư đâu, sao lại thế nào mình cũng phải xài. Một trăm. Đánh trống kìa.
tung 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 ai 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 tung 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 thôi ôi cái gì đây còn nữa không hết rồi đó tới lung linh rồi nè võ thánh rồi giảm nguyên nữa nè đậu xanh cái quần què với mấy cái chặn càng lúc càng nhiều vậy dạng nào chịu nổi nhưng mà bút kìa em nhìn bút kìa kinh không em lấy bút giá mang con ngang chưa chặn đâu chặn này chặn võ thánh nữa cần yêu thương ngán giờ hán đầu gà mà đưa lên dâu trời lên 3.2 tỷ được chiến luôn nhưng bày cà trước đi anh em chờ đợi gì nữa đâu mà nghe nói mấy ông bữa giờ hiếp tôi dữ lắm phải không à, ông này sao lộn cái con đó con đã bắt vi chứ lộn đồn quýnh chừng nhiều cái là tem mình không mất máu nữa tôn quyền thọ thương bây giờ nè quýnh lát tôn quyền thọ thương với tôi bây giờ nè ừ chó ghê đó ừ ghê đó ừ ừ ừ ừ ờ đó là tài bữa nay con đôn tôi nó trâu ông nội mẹ ơi rồi ông nội này không có con men luôn ha à, chơi chấp con men luôn ha tem ông lực dữ gì luôn ha 42 nè ok đó mà dung ơi kìa má con máng luôn trời ơi sao mẹ con máng giùm tao một cái sao mà đỡ cho được trời ơi đám kìa anh em phải thấy cái sự khác biệt của Tào Tháo khi mà có cái trận pháp rồi anh em thấy đam quýnh vô con đôn chết liền khổ một lôi luôn khác biệt chưa ok thì tem này là đốn gánh rồi không tính kiếm ông top 12 này ông build gì đây đó cái tem build 3 tôn quyền chiến thua tôi miếng nhưng bản xếp hạng thì vẫn hơn tại vì nãy mình vừa up sao chưa cập nhật lên cái bản xếp hạng này nhưng mà để coi cái đậu châu coi bữa nay đang thấy thích xem PK mấy cái trận này rồi rồi xong cái tình hình này là tôn quyền nó chọt ngay con đại kiều mình luôn chọt ngay con đại kiều thì tới công chuyện với mình luôn đại kiều mình bị chọt càng nhiều là nó dán nó càng trâu mà khỏi lo bị quýnh đi sao mà đỡ cho được ê coi bộ bạn khá là trâu ở lượt một này bạn khá là trâu ở lượt một này anh em à nhưng mà không sao trâu đi gán trâu đi rồi xong luôn chưa gì hết nổi công an luôn đúng là có cái chiến pháp đánh bất ngờ con đại kiều nó bá thiệt búp liên tục cướp hai mươi lăm nộ và 26 28 32 33 phong án làm chi phong án làm chi đau khỏi 66 nộ hả 66 nộ nè này thì 66 nộ nè trời đất ơi tôi thấy tôi nhìn thấy 66 nộ tôi thấy đi rồi ôi mé ơi nó mạnh tôi nói rồi tôi đã luyện xong cái trận pháp thì một skill thôi tôn quyền tôi còn nó quýnh mấy con chiêu thôi mà tôn quyền nó quýnh còn có đau mà lên cái lượt cà chẳng anh em cái lượt chẳng tem mình đam thì thôi nhé luôn đừng có tính tới đợi con đại kiều viên thân ngay nó búp lát mấy ông kia thở oxy không tôi mà có hấp thụ ngọc nó thì thôi chứ đừng nói tới
cái lượng đam con Tào Tháo nó gây ra. Lượt này không có nộ cho nên Quýnh Hy hơi yếu, hơi yếu một chút, thông cảm. Bạn thông cảm cho mình. Bạn hết công an rồi đúng không? Bạn đâu ra đam mà chơi với tôi? Bạn đâu ra đam? Hai quỷ nộ gà rồi, cái lượt này thì thôi nhé luôn. Rồi bị xích luôn. Hay. Hay, xích gì mới tốt đó. 36 nộ. 40 nộ. Đừng không bán. Ừ, không bán để kêu được rồi. 42 nộ. 48 nộ. Chắc hơn 60 nộ anh em ơi, chắc hơn đó. Ôi. 49 nộ. Trời, trời con nộ, ừ không sao, trời con nộ không sao. 48 nộ. 49 nộ. Tại sao mấy nộ mới quýnh chết được đó, giờ 50 nộ mới quýnh nổi không biết. Đây kiểu tôi búp liên tục phải không? Đây kiểu tôi búp gì sao mà đỡ, đỡ cho nó. Bên kia nó quýnh lát đại kiều còn một máu luôn vậy. 84 nộ. Loạn thế lăng thần. Trời ơi mẹ ơi, 84 nộ thì làm sao mà đỡ cho được. Ok thì mấy cái team bạn là chịu không có nổi với mình này, quýnh càng ừ, nhưng mà hai kia sống ha. Điều sao hai kia châu ghê mà Tô Quyền chịu không nổi. Tô Quyền chắc nó cầm cái con này là quốc khứ bình này, nó chịu không nổi. Đại kiều thì cũng set củ tiêu nha mấy ông, đừng có giỡn, chỉ có con đôn là xài set kim thôi. Lẽ giờ tôi build set củ tiêu cho con kiều nó xài thì kỳ, lại nó búp cái nó bất tử nguyên tem luôn. Rồi thì video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.